Bây giờ để xử lý Locksync á thì như thầy nói đó, mình chỉ cung cấp cho nó gì các bạn, cái form thôi, mình cung cấp cho nó cái giao diện thôi, còn lại là nó sẽ xử cho mình. Như vậy là thầy sẽ tạo ra một cái controller ở đây để chuyên xử lý cho cái user. Như vậy là mình vô controller, mình tạo ra một cái user controller. Được chưa? Và trong đây cái việc đầu tiên là các bạn gắn cho thầy cái chữ controller. Và ở đây mình chỉ cung cấp cho nó một cái endpoint, một cái API để nó show giao diện ra thôi. Như vậy là thầy có một cái public string login và gắn vô đây giùm thầy một cái a cộng get mapping, chỉ cung cấp get thôi các bạn, post là nó làm get mapping rồi cái đường dẫn là xoẹt login, và ở đây mình sẽ return về login. Như vậy là mình phải vô cái type các bạn, cái string type để mình cấu hình cái giao diện này, cái view này. Như vậy là mình sẽ vô trong cái thằng string type ở đây ha. Đây, web config, cái cấu hình của mình hôm bữa này. Mình cấu hình thêm một cái trang login vô đây. Rồi, mình kế thừa thằng này đúng chưa? Thì cái này là cái trang login, mình override lên cái này được. Đã đăng nhập. Rồi mình sẽ tạo ra một cái view login các bạn. Như vậy là tạm thời thì ghi đây trước. Được chưa? Rồi thì các bạn mới vô cái chỗ này nè, web in, mình tạo ra một cái view login. Đây ha. Tạo ra một cái view login ở đây. Chấm. À khỏi chấm, nó tự đưa vô cho mình ha. GSB. Được chưa? Rồi như vậy là nó đã kế thừa cái bay rồi các bạn, do đó bỏ hết mấy cái này đi. Được chưa? Rồi ở trong đây bây giờ đó thì mình chỉ cung cấp cho nó cái form thôi, thì cái form này mình sẽ gửi lên cho nó. Như vậy là bây giờ các bạn nhìn giùm thầy một chút về cấu hình form login ở trong cái thằng Spring Security, thì các bạn quay lại chỗ này một chút đây. Như vậy là khi cấu hình form login các bạn, là cái đầu tiên là các bạn chỉ định cho nó cái form. Như vậy là các bạn chỉ định cho nó đây là cái endpoint mà nó sẽ thực hiện post post lên. Khi mà các bạn thực hiện post á, nó sẽ tự động nó map vô cái endpoint này để mà nó gọi cái form này của Spring Security nó làm. Được chưa? Như vậy là chỗ này các bạn chỉ định cái gì đó thì một lát nữa mình nhớ map vô đúng cái đó ha. Rồi các bạn chỉ định cho nó hai cái trường trong cái form mà nó sẽ dùng lấy username password. Được chưa? Rồi các bạn sẽ có cái chỗ này nữa. Cái chỗ này để cấu hình cái gì? Nếu như login thành công, default successfully, thì nó sẽ tự động nó chuyển về trang chủ cho mình. Còn nếu như nó bị lỗi thì vẫn đứng tại trang login, nhưng mà truyền thêm một cái thông số lỗi để mình biết nó có lỗi. Như vậy là thầy sẽ cấu hình cho các bạn hai cái này trước. Được chưa? Như vậy là các bạn cấu hình như sau. Các bạn quay lại web security nha, thầy đóng hay bớt. Rồi, mình vô đây nè. Rồi, đây chính là cái chỗ mình bắt đầu mình cấu hình đây nè. Từng cái một ha, mình lấy cái HTTP chấm, mình lấy cái form login trước ha. Rồi đầu tiên là mình có một cái login page, thì đây chính là cái chỗ của mình đặt tên là như vậy. Được chưa? Thì một lát nữa đó, cái chỗ login page này mình làm gì các bạn, lát nữa qua cái chỗ cái form của mình nè. Đây các bạn lấy cho thầy cái đường dẫn là curl, rồi các bạn có value bạn xoẹt login. Các bạn gắn vô một cái biến ha, cái biến này là action. Để làm gì đây? Để lát nữa mình bỏ vô cái form. Thì cái form này các bạn dùng form bình thường cũng được, không cần phải dùng của thằng print. Các bạn bỏ vô cái thằng action. Được chưa? Đó, đô la action. Thì một lát nữa đó, khi mà nó post lên đó các bạn, method thì hiển nhiên phải là post rồi. Được chưa? Post. Khi mà nó post lên đó thì lúc này nó sẽ gửi vô cái thằng print này cho mình. Nha. Rồi sau đó các bạn chỉ định cho nó cái trường username và cái trường password username. Cái tên của mình đặt là username. Ở đây các bạn thích đặt gì cũng được tùy, nhưng mà nhớ khai báo cho nó đúng ở đây. Tương tự như vậy, thầy chấm password, cái trường password của thầy. Rồi thầy đặt lên là password luôn. Rồi bây giờ hai cái này thầy cấu hình sao? Thầy để chỉ cho nó nè. Bây giờ mình ra cái form của mình ha. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng Bootstrap luôn cho các bạn ha. Cái form thì các bạn dùng Bootstrap như thế này. Div ở đây. Rồi, thì ở đây các bạn có gì đây? Class form group. Thì tương tự ha, các bạn thầy viết một cái rồi thầy copy ra đây.
label. Thì cái này ví dụ như là username. Rồi mình có một cái input, cái type là tag. Rồi các bạn có gì nữa, ID đi ha, ID là username. Rồi cái này là các bạn for, cấu trúc của Bootstrap đó các bạn, để cho nó xử lý một số cái VS. Rồi cái này mới quan trọng nè, các bạn phải có một cái trường name, được chưa? Cái trường name này nó phải chính xác là cái này đó. Bởi vì một lát các bạn gửi vô là trên server thì các bạn biết rồi, khi mà cái form gửi lên nó sẽ bóc thông tin ra từ cái trường name, do đó là cái chỗ này chính là cái name đó, do đó là cái này các bạn phải đặt cho nó chính xác với cái các bạn khai báo của bạn. Bây giờ mình có một lát Bootstrap để cho nó đẹp thôi. Form control. Rồi tương tự như vậy thì bây giờ các bạn copy cái này ra cho cái password. Như vậy là ở đây nè, mình có cái này là password, thì cái này mình sửa lại luôn ha. Password, cái này là password, cái này là password. Rồi thì cái này là name, nhớ là name này thì phải chính xác với bên kia nha. Password. Rồi như vậy là lúc này mình sẽ có một cái giao diện để mình thực hiện login ha, và mình thêm một cái nút bấm ở đây. Copy này luôn cho nhanh. Rồi ở đây thì chỉ thêm cái nút submit thôi. Cái time. Rồi cái value của mình là gì đây? Login đăng nhập gì đó. Cái này các bạn có thể nạp từ cái thằng property lên để cho nó sau này các bạn dễ đổi nha. Rồi thì bây giờ mình qua bên cái header, các bạn mình tạo một cái link để cho nó bấm vào nó đăng nhập. Như vậy là mình quay lại cái layout header này. Đó thì mình xử lý ở đây, mình tạo cho nó một cái link ha. Thì ở đây mình lấy nguyên này luôn. Rồi để như này. Rồi thì cái link này ví dụ như thầy nói là đăng nhập. Đó thì ở đây các bạn sẽ login giùm thầy. Được chưa? Ví dụ như thầy cho nó một class đặc biệt đi, Tag Danger, một cái màu đỏ đỏ để cho nó bật lên chút ha. Thì lúc này các bạn cần build cái này lại, bởi vì mình có viết nhiều cái Java mới, do đó các bạn run cái server lại. Rồi thì bắt đầu mình coi coi nó sẽ xử lý cái form mình như thế nào. Rồi nó build fail. Ủa, sẽ kiểm tra lại cho. Bạn kiểm tra đây nha. Nó nói là product service implement. Rồi, như vậy là do nó không tìm thấy được cái Cloud Dictionary khi mà nó thực hiện nạp cái config lên. Thì các bạn thấy là hôm bữa mình có khai báo cái Cloud Dictionary bin ở trong đây nè, ở trong cái web config của mình. Tuy nhiên hôm nay do có cái khai báo thêm cái Print Security ở trong cái cấu hình ở đây. Đây, do đó là khi mà nó chạy vào cái Print Security nó nạp lên trước á, thì nó có quét vô cái Component Scan của cái thằng Service. Ở đây mình có cấu hình Component Scan nè. Do đó khi nó scan vào trong đây, nó có một cái phần cái Product Service của mình có AutoWire, thì lúc đó nó chưa có nạp cái bin của Cloud Dictionary lên. Như vậy là trong cái tình huống này là mình chịu khó mình copy cái Cloud Dictionary này qua bên cái chỗ Print Config, để khi mà nó nạp cái Print Config mà nó scan vô Service nó đã có cái bin rồi. Như vậy là bây giờ mình copy nó qua bên trên cái chỗ Print Config mình để đây nha. Rồi như vậy là sau đó mình chạy lại. Rồi bây giờ mình vô cái đăng nhập này. Như vậy là ở đây là cái form đăng nhập của mình các bạn ha. Thì ở đây thì gắn thêm một cái class nữa.
bỏ cái header đi, tạm để đây. Ở đây mình gắn cho nó một lát nữa đi. DTN danger. Bây giờ mình cho nó một cái tiêu đề cho nó cách cái phần thi cho nó đẹp chút ha. Nó là đăng nhập. Rồi thì bây giờ các bạn xử lý như thế này. Ở cái này cho tag center. Tag danger ha. Rồi, như vậy là cái giao diện của mình như sau. Nó đang deploy các bạn. Rồi. Rồi, như vậy là mình có giao diện này ha. Thì bắt đầu mình cấu hình tiếp nè. À, như vậy là thầy đã cấu hình cho nó liên kết vào trong cái form này rồi. Thì bắt đầu mình cấu hình cho nó khi nó thành công, thất bại thì sao? À, thì thầy tiếp tục HTTP chấm form login. Rồi, các bạn có là default successful string. Tức là khi mà nó thành công thì thầy cho nó về trang chủ. Được chưa? Còn trong trường hợp nó error thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng cái phương thức là fail URL. Thì thầy vẫn đứng ngay tại chỗ và thầy thêm một cái cờ để thầy biết có lỗi thôi. Được chưa? Như vậy là các bạn làm như này, chấm fail URL. Thì thầy đứng ngay chỗ là login luôn và thêm một cái cờ error. Thì cứ để vậy thôi, các bạn muốn thêm chuỗi vô cũng được ha. À, giờ ở đây các bạn nhớ dùng thầy là các bạn disable cái thằng cái CSRF nha các bạn. Đây là một cái security mà khi mà mình gửi form lên server các bạn, để nó tránh cái tình trạng bị người ta chèn một số cái mã độc vào form á, thì thường người ta sẽ bật cái này lên. Còn trong trường hợp mà mình sử dụng một số dịch vụ không có liên quan tới form á, thì mình ở đây phải tắt nó đi nha. Thì thường ở đây mình chỉ là dịch vụ mình gửi lên thôi chứ không phải là form. Mình sẽ disable đây. Rồi, giờ đó nhớ cái này. Rồi, cái này ha. Bây giờ mình chạy cái phần login trước để mình coi coi nó có vô đây. Nó tức là nó sẽ gửi vào trong đây để nó thực hiện cái thao tác nó đăng nhập cho mình. Như vậy là thầy xử lý một chút để các bạn thấy thông tin đăng nhập nè. Nếu như nó có lỗi đó các bạn, thì thầy sẽ hiện cái lỗi ngay đây bằng cách thầy làm như này. Thì các bạn sẽ dùng một cái ký pháp if ha, c if. Rồi, thầy nói là test. Test. Được chưa? Thì thầy sẽ lấy ra, các bạn sẽ có một cái biến param. Thì cái biến này dùng để lấy những cái tham số ở trên cái URL trong cái view của các bạn. À, như vậy là thầy lấy cái cờ error của thầy ra. Nếu mà thằng này phát null, tức là nó có gửi lên á, thì thầy xuất đại một cái lỗi nào đó thôi. À, thì tùy vào trường hợp mà các bạn có thể đưa đây. Thầy lấy cái bootstrap alert, alert danger. Ví dụ như thầy nói ở đây là B đi. Ví dụ như thầy nói là gì các bạn? Đã có lỗi gì xảy ra hay đó ha. Ghiên câu như này luôn. Rồi vui lòng quay lại sao chẳng hạn. Rồi đại khái như vậy. Được chưa? Như vậy là đây là trường hợp nó có lỗi. Còn trong trường hợp nó không có lỗi, à khi mà nó trở về cái trang chủ đó các bạn, thì nếu nó đăng nhập thành công rồi, thì cái chỗ này thầy sẽ hiện ra cái tên của cái user nó vừa mới đăng nhập. Còn trong trường hợp mà nó thất bại thì như nó đứng ở trang đó rồi. À, như vậy là ngay cái chỗ này nè, để các bạn truy cập vào được cái user nó vừa mới đăng nhập thành công đó, thì các bạn có một cái biến toàn cục là cái biến context, pay context, để các bạn lấy và cái user của cái thằng ring security ấy, nó đặt tên là user principal. Được chưa? User principal là cái này. Còn cái này là cái request chung nè các bạn. Khi mà có security thì nó gắn thêm cái user principal này, và lúc này cái này chính là cái name, cái username. Để các bạn lấy ra, nếu mà cái đường này nó khác null á, thì chắc chắn nó đã đăng nhập rồi. Còn nó bằng null là nó chưa đăng nhập được. Do đó là các bạn sẽ sử dụng cái này ha. Thì ở đây các bạn dùng C2 hoặc là SwiftK cũng được. Thì ở đây thầy có hai cái thôi. Thầy dùng cái if cho nó ngắn gọn chút ha. Như vậy là thầy nói là nếu C if. Rồi thầy test. Thầy nói là gì? Nếu pay context chấm request chấm principal. Coi cái tên lại các bạn. Thì chỗ này là các bạn phải lấy cho nó đúng, bởi vì cái tên này được thêm vào từ cái này thì copy cho nó chính xác nha. Còn lát nữa xài chính tả nó mới cầm. Đưa vô đây user principal rồi chấm name. Nếu như thằng này nó khác bằng null đó, thì lúc này mình bỏ thằng này vô. Cấp thằng này bỏ vô. Đây. Đây ha. Như vậy là ở đây khi nó khác bằng null đó,
À nó bằng null nhé, nó bằng null tức là nó chưa đăng nhập thành công thì chỗ này phải hiện logy. Còn nếu nó khác null, à như vậy là ở đây mình tiếp tục mình ở đây nó không có else các bạn, cho nên các bạn phải kiểm tra điều kiện như thế này. Nha, yeah, nó khác bằng null. Do đó hồi nãy trong đó thầy mới để C true là như vậy, nhưng mà này ngắn gọn cho nó thầy biết như vậy ha. Để đây. Thì lúc này à các bạn hiện cho thầy cái username, được chưa? Username thì ở đây chính là đô la, lấy nguyên đồng chí này copy vô đây. Rồi, để đây. Thì chỗ này giả sử bấm vô đây tạm thời thì cho nó về trang chủ. Các bạn có thể làm cho nó thêm một cái trang nữa về thông tin account chẳng hạn. Thì tạm thời thì bấm vô thì trang chủ ha, như thế này. Rồi, thì đó là cái phần xử lý thêm một chút về giao diện thôi. Thì bây giờ mình thử mình thực hiện cái thao tác đăng nhập vô. Thì ở đây ví dụ như thầy có admin này. Mật khẩu là 123456. Được chưa? Thì thực hiện đăng nhập vô đây. Rồi ở đây là nó đăng nhập, tức là ở đây một điều có thể chắc chắn là nó đã gọi vô cái thằng cái Green Security của mình rồi đó các bạn. Nó vô rồi thì nó mới trả về cái đường này nè. Nhưng mà vấn đề nó đang chứng thực có lỗi gì đó rồi. Thì bây giờ các bạn coi thử trong server của mình nó có ném lỗi gì đó hay không, hay là cái thông tin user của mình nó không chính xác. Giờ các bạn coi đây, coi trong cái log ạ, coi nó có ném ra một cái lỗi nào đó không. Rồi như vậy là ở đây, đây có lỗi này nè, nó nói gì đây? À cái này là Cloudery rồi nè. Như vậy là có thể là user của mình không đúng rồi đó. Như vậy là để thầy coi coi dưới này có user gì đây. À, ví dụ như lấy cái này đi, cái này hình như là thầy nhớ là à không có admin, có cái họ username này thôi. À, lấy username đó ha, không có admin. Như vậy là thầy sửa lại một chút. Rồi 1-6. Rồi đăng nhập vô. Vô cũng không thành công như vậy. Admin 999, admin 99 là 1-6. Mấy user này là mật khẩu này, mình bấm ra chỗ này, như tôi nhớ chỗ này là 16 admin 99. Ở đây nó không báo lỗi, tức là nó là do mình sai cái thông tin. Bây giờ các bạn ném cái này ra thì nó có bị lỗi đây không nha. Mình vô cái chỗ user repository. À, như vậy là một lát nữa nó sẽ lấy user của mình đây ra nè. Rồi thì nó sẽ gửi qua cái thằng service, user detail service ở đây. Mình truyền username ở đây ha. Có role. Mật khẩu là mình à hồi nãy coi cấu hình băm hồi nãy mình chỉ định đúng không? Chỉ định một cho nó một cái thuật toán này nó băm user detail service của mình lần này. Rồi đây là thuật toán băm mật khẩu. Rồi kiểm tra lại coi cái cấu hình chỗ vô đây, tức là nó đang bị fail và nó trả về cái chỗ login này nè. Có thể ra trang chủ thử coi. À đúng là chưa, nó chưa có thông tin. Sau này nó không có in cái. Rồi bây giờ coi cái output của mình lại ha. À như nó chưa có gọi vô cái truy vấn user của mình các bạn, do đó các bạn không thấy cái truy vấn nào của cái user hết. Ở trên này là lỗi này không phải. À, coi lại service ha, mình đã có cộng service ở đây nè, là nó đã auto wiring vô đây. Bây giờ mình đi bắt ở đây coi nó có vô đây không các bạn.
các bạn chờ deploy cho anh xin. Rồi. Giờ mình qua đây ha. Anh nhập. Nó xoay xoay tức là nó đã vô đây rồi. Đây nó dựng ở đây này nè. Username nó gửi vô đúng ha. Rồi mình chạy F8 để mình chạy qua cái dòng này. À như vậy là vô cái dòng nó bị lỗi rồi các bạn. Như vậy là nó có lỗi gì trong đây, nó không lấy ra được cái username rồi. Đây nè, F8 là nó không vô được tới đây nè. Như vậy là chỗ này hình như có vấn đề gì rồi. Như vậy là chỗ user this là mình gọi cái này đúng không? Gọi cái này rồi mình truyền username. Thì username nó gửi vô cái repository cho mình. Rồi mình coi lại thì bắt lại ngay cái chỗ user repository các bạn. Để coi coi ở đây mình bị lỗi gì. À coi chừng hồi nãy mình copy từ product qua có chỗ nào chưa sửa đây. Đây mình có một cái user này ha. User ở đây. Rồi thì bắt vô đây luôn. Cho nó continue vô đây. Lặp lại. Đăng nhập. Rồi nó vô đây tiếp ha. Bây giờ mình cho nó nhảy vô đây. Như vậy là mình cho nó chạy qua luôn. Đó thì nó sẽ nhảy vô đây các bạn. Bây giờ mình coi có đúng không nè. Username vẫn là cái này ha. Rồi mình chạy từng bước lại nè. Các bạn chạy F8. À ngay cái dòng session factory là nó bị lỗi rồi. Như vậy là session factory của mình tại sao không có đặt ở đây nha. Coi nó có xuống không. À nó không xuống dưới luôn các bạn. À, ngay session factory là có vấn đề rồi. Local session factory. À để thầy coi lại cái cấu hình cơ sở liệu của mình coi. Của thầy bật transactional chưa thầy? À đúng rồi, cảm ơn em. Đúng rồi, phải bật transaction các bạn. À chính xác. Rồi, không có cái này cả. À bật transactional các bạn ha. Rồi đó, như vậy là mới ok nha. Không thôi là nó lấy không có được. Rồi, chạy lại cái này. Đưa vô đây. Như vậy là mình phải có transaction vô đó các bạn. Rồi, như vậy là mình sẽ cái này chạy lại vô đây. Reload lại luôn đi. Tắt luôn ha. Rồi, lên lại. Đó, như vậy là nhớ mình đang làm transaction các bạn. Do đó là phải bật transaction rồi. Rồi, vô lại coi ha. Như vậy là đăng nhập. Đó, thành công rồi đó các bạn. Thấy chưa? Như vậy là vấn đề là do mình chưa bật cái transaction thôi nha.